Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ phụ tùng 3 bánh máy xăng có số phụ nhíp 5 ná, có phanh tay và phụ kiện phanh chân rất là đầy đủ. Sở hữu đôi bánh là 400-12 lốp vuông, đường kính 50 và bản rộng 10 cm. Sức tải của một bánh là 280 kg. Một cây cầu có chiều rộng là 87 cm, chưa tính thân bánh, có nghĩa là khi các bạn lắp bánh thì nó sẽ lên 10 phân nữa. Và ở đây thì cái cây cầu này các bạn có thể lựa chọn nhiều kích thước khác nhau, có chiều rộng từ 80 cho đến 1m17. Giá thành thì có điều chỉnh một chút, và mặc định của bộ này sẽ là tính tiền cho giá cây cầu là 87 cm. Có một bộ số lùi và trụ cá đăng. Số lùi trụ cá đăng ở đây sử dụng cho những cái loại cốt 17 và cốt 19 thì các bạn có thể lựa chọn. Đặc biệt ở đây thì trang bị thêm một cái bộ giảm xóc trước, với cái bánh đằng trước là 350-12 và cái sức tải của một cái bánh đằng trước là 230 kg một bánh. Bộ này là bộ nhíp 5 lá dài 50 cm, và cái lá thứ hai thì nó sẽ chùm ra đến tận phía mắt của cái nhíp, cho nên là nó rất là khỏe. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn nhiều loại nhíp khác nhau, bên em có cả loại nhíp 6 lá nhưng bộ này thì mình setup là 5 lá cho các bạn. Bộ giảm xóc cũng tương đối to. Đấy, giảm xóc này là giảm xóc phi 38 nhá, loại lớn, rất là khỏe. Thì trong cái quá trình bán đồ xe 3 bánh này thì có một số khách hàng là chở hàng thì cái giảm xóc trước của xe máy thì nó yếu đi, nó không cứng cáp. Thì hôm nay mình setup luôn cho các bạn một cái bộ đầu này để cho các bạn lắp đặt. Thì các bạn lưu ý nhé, các bạn vẫn sử dụng xe máy của mình, đừng có bóc động cơ ra. Nếu như các bạn bóc động cơ ra khi các bạn gắn kết lại sẽ cực kỳ vất vả. Đấy, ở đây là mình lưu ý cho các bạn, nếu như các bạn đã làm xe máy, sử dụng cái khung xe máy cũ cắt đi một lửa rồi, các bạn cứ để nguyên như vậy. Các bạn chỉ cần gắn cái bộ giảm xóc này lên phía đầu trước xe máy thôi là xong. Việc gắn lên của nó rất là dễ dàng và nó cũng không có gì là khó cả. Lát nữa đây mình sẽ đi chi tiết và mình sẽ dịch chỉ cho các bạn cách hàn cái bộ khung này vào cái bộ đầu xe máy, nó không có gì phức tạp cả. Cũng không cần phải căn chỉnh nhiều, nếu như các bạn làm xe máy rồi các bạn đừng có phá cái khung xe máy ra, hay để nguyên cái khung xe máy đấy thì các bạn làm sẽ rất là nhàn. Đấy, bộ giảm xóc này nó tương đối khỏe. Mình có set lên đây cho các bạn một cái bộ đầu này là đầy đủ phụ kiện luôn. Thì cái bộ này thì những cái phần cụm công tắc tay ga thì mình không có đưa vào, bởi vì là ở trên xe máy nó có rồi. Những cái gì trên xe máy có thể dùng được thì mình sẽ không đưa sang bên này. Mình chỉ đưa sang bên này một bộ giảm xóc, ống cổ bi, rồi có áo bi. Có nghĩa là cái cổ bi nó có sẵn luôn cả cái áo bi ở ngoài đấy. Các bạn về chỉ hàn vào khung thôi, không phải tiện tiếc gì cả, không phải làm ống bi gì cả. Nhiều khi mình không có máy tiện và ra thợ tiện người ta làm không chuyên thì giá thành nó cao mà chưa chắc nó đã chuẩn. Thì cái bộ giảm xóc này là đã trang bị đầy đủ, có cả chắn bùn nhé. Chắn bùn trước thì nó sử dụng chắn bùn trước bằng inox, không rỉ, thép không rỉ luôn. Đấy, chứ không phải là chắn bùn bằng sắt đâu các bạn nhé, lưu ý là chắn bùn inox. Có đèn pha, đèn xi nhan và có cả đồng hồ công tơ mét, có đầy đủ luôn. Ghi đông và dây công tơ mét, bát phanh, trục, bánh trước, chắn bùn. Đấy, rất là đầy đủ của một bộ đầu. Thì cái bộ này cũng khá là chuẩn rồi, lên theo cái dạng như thế này thì không còn gì để chê nữa rồi, rất là đẹp.
Xin lưu ý với các bạn, bộ này mình trang bị nhíp 5 lá các bạn nhé. Các bạn có thể thay bằng nhíp 6 lá. Và các bạn muốn xem cái nhíp 6 lá nó như thế nào thì các bạn xem lại cái video mình đăng trong tháng 6 vừa rồi đấy. Mình có đăng mấy video về cái nhíp 5 lá đấy, nhíp 6 lá đấy. Thì các bạn vào đó các bạn coi, nếu như các bạn thích nhíp 6 lá để chở độ khoảng 5-7 tạ hoặc là hơn ấy, thì các bạn có thể sử dụng nhíp 5 lá được. Nhíp 6 lá thì các bạn có thể sử dụng được cái nhíp 6 lá cũng được. Với cái nhíp 5 lá như của mình trang bị ở dưới này thì các bạn có thể chở khoảng tối đa là 5 tạ. Và thường xuyên thì chỉ sử dụng khoảng 4 tạ trở lại là thường xuyên. Đấy, thì tùy theo cái mục đích sử dụng của khách hàng mà các bạn chọn cái nhíp cho nó phù hợp để nó giảm giá thành. Tất nhiên thì mình chọn nhíp to thì nó sẽ khỏe và nó cứng cáp hơn, nhưng mà giá thành nó cao và mục đích thì nó không đạt, nó cứng. Còn mình làm cái nhíp vừa phải thôi thì nó rất là ok. Bây giờ mình sẽ đi soi chi tiết từng mục một cho các bạn nhé. Ở trong cái bộ này thì phụ kiện nhíp là rất là đầy đủ đấy. Tại vì mình không có đưa vào trong này thôi, nhìn nó rối mắt quá, nhưng các bạn lưu ý là phụ kiện nhíp sẽ có đầy đủ nhé. Tí nữa mình quay cho các bạn xem. Và các bạn nào chưa đăng ký kênh của mình ấy, thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Cái việc đăng ký kênh này thì nó không có mất phí gì cả, và nó hoàn toàn là miễn phí thôi. Các bạn đăng ký kênh và nhấn cái hình quả chuông ấy, thì nó có cái tác dụng là khi mỗi lần mình đăng ký video ấy, thì nó sẽ gửi thông báo cho các bạn biết về cái video mới ra, về video chuyên phụ tùng 3-4 bánh. Sau đây mình xin gửi đến các bạn một số chi tiết hơn những hình ảnh sản phẩm. Thank you.
À đó, các bạn đã thấy phụ kiện rất là ok chưa? Khá là ok luôn nhé. Khỏi phải chê luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Video đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem những video tiếp theo nhé.